là phải làm ngay luôn. Này nhìn này, nhìn nhé này. Em còn ngắn nữa mà. Đây đây là anh đang sửa thôi, tí nữa em bắt ngắn lên chứ nữa. Người bình luận gì nữa à. Lại cắt nữa rồi của Nguyễn Nghĩa. Ôi chị lần này chị không phải là cắt lấm đâu nhá, mà chị cắt mỗi mái thôi đấy. Trang bình luận nhìn mắt cái đấy, cái đầu bát à mà không mở cắt mũi mái thôi. Để em bình luận ý học sao, em nhìn thấy nghệ thuật đấy cạo chọc chỉ còn xinh hơn úp lồi mà mọi người bảo là úp lồi mà cắt theo chuẩn. Hôm nay mưa gió là rất biết xuống tóc. Để ăn chơi, chị phải ăn chơi rồi. Quả đầu chất. Mắt tớ cận nên là tạm thời không nhìn thấy chữ của mọi người đâu nhá. Tí tí tôi đang kính được mục dịch đó.
bạn nào tham gia thì cho tớ tin như nào? Người cứ xem cho hết phát trực tiếp nhá. Nè đấy chị hết trăm hào. Đông đơ làm quả. Anh điện đông đơ anh làm cho em một đường. Đồng ý cho tớ cậu chọc thì thả tim tớ thế nào? Cái này
không thấy mẹ đẹp không? Này có ai có ý kiến cho tớ nhuộm màu gì được nhở? Gợi ý cho tớ để tớ nhuộm màu nhở? Áp lấy như hơi lệch anh bảo. Người đàn bà thép mà đấy. Cảm ơn Điền Thúy Hằng nhá. Nào. Ôi nhớ tay rồi. Anh tỷ ơi, em nhớ. Nhà em nhớ tay rồi đấy. Quả đầu chất hơn lướt cất. Cảm ơn tí vi nhá. Chị thật ăn tơi. Úp lồi vào cắt cho chuẩn. Anh vang tay nghe chuẩn rồi, không cần phải úp lồi đâu, cắt hết. Chà, cạo chọc vũ sinh, công nhận, ý tưởng hay, Nguyễn Nghĩa ạ. Chồng trông như gái Hàn Quốc. À, cảm ơn chú nhá. Em nhìn thấy nghệ thuật ở đây, ôi dồi ôi. Cảm ơn viết link nhá, CT nhá. Cắt đầu mặt úp hả mỡ. Quay lại nhìn ngó lại cái. Nhìn ngó lại cái. Nhìn mặt chị đần thối ra thế. Đường là chạy ơi, chị đang tóc nó vào mắt nên là mắt hơi nheo. Ôi nhớ tớ cắt xong rồi nhá. Chào mọi người nhá. Mai có ý tưởng nhuộm nhuộm gì tớ lại đăng lên nhá.